mình đâu thể nào mà mình vì một cái bia đó mà mình hả hy sinh cái thân thể của mình. Thật ra là nó nghiêm túc mà nói thì sau cái phân đoạn đó túng được rất nhiều thứ. Đây là một cái vai diễn mà Tuấn cảm thấy là nó khó nhất trong sự nghiệp của Tuấn tính tới thời điểm hiện tại. Và sau khi mà xem lại cái thành quả của mình, xem lại bộ phim này của mình á, thì mình cảm thấy mình rất là... Tại vì mình đã dành một khoảng thời gian cho nó, những cảm xúc buồn có, vui có, rồi... Tương tận cũng có luôn. Tương tận cũng có, được nhiều người yêu thương. Và đến ngày hôm nay khi mà được ra mắt mọi người... đón nhận cái sản phẩm này và những vật quắn thì thật sự ra đối với Tuấn là đó là một cái phần thưởng động viên rất là nhiều. Huyền nghĩ là sau bộ phim này là khi mà anh Tuấn bước ra đường rồi có nhiều cô gái sẽ chạy theo vì cái vai diễn này vừa đẹp trai và vừa sâu sắc nữa. Tuấn còn ế đây này. Tranh thủ quảng cáo cho mọi người. Thì mọi người rất là ấn tượng với lại diễn xuất của anh trong bộ phim này. Thì không biết là mình có phải đầu tư nhiều hơn nữa mình học diễn xuất hay là về tâm lý của mình cho bộ phim này như thế nào? Thật ra cái khó của cái vai diễn này là nó phải khác cái bản web drama. Mặc dù là tâm lý hai nhân vật nó đều giống nhau, cũng là yêu thương người thân của mình, nhưng mà nó phải khác là tại vì anh Thành không muốn làm một cái bộ phim bố già điện ảnh nhưng mà nó còn cái gì đó động lại từ web drama. Anh muốn là những nhân vật hoàn toàn khác. Cho nên chính vì cái điều đó mà không chỉ riêng Tuấn mà tất cả các diễn viên trong phim đều bị áp lực là phải làm sao để cái nhân vật mình khác hơn. Thì trong cái phim này là Tuấn là cái nhân vật mà kiểu là mọi người sợ nhất và mọi người hoài nghi nhất, không chỉ là trong ekip mà tất cả khán giả luôn, tại vì đây là một cái vai diễn tâm lý đòi hỏi rất là khó. Nhưng mà bên cạnh đó thì trong phim này Tuấn được rất nhiều may mắn. Đầu tiên đúng là mình có áp lực đó, mình những ngày quay đầu tiên là Tuấn bị căng cứng luôn, Tuấn không có diễn được luôn, mất sự bình tĩnh luôn. Nhưng mà cái sự may mắn của Tuấn là Tuấn có anh Trấn Thành. Anh Trấn Thành là ảnh ở bên Tuấn để mà phân tích tâm lý cho Tuấn thiệt là kỹ, rồi xong làm sao để mà mình nhập tâm nhân vật này một cách nhanh nhất. Rồi ở ngoài hiện trường anh Đảng cũng là một cái người rất là kỹ lưỡng, cũng rất là thẳng thắn, rồi để mà tìm cho Tuấn, giúp cho Tuấn tìm được cái chìa khóa cho nhân vật này. Rồi cái may mắn hơn nữa là được diễn với toàn là diễn viên gạo cội không, má giàu, má Lê Giang, rồi anh Hàng Mèo, chị Lê Phương, rất là nhiều, anh La Thành nữa, ai cũng diễn hay. Cho nên là ở ngoài mọi người giúp đỡ Tuấn rất là nhiều, thật sự qua đây cảm ơn mọi người rất nhiều luôn. Dạ thương quá mọi người, từ đầu đến giờ Huyền phải đếm là được phải 5-6 lần cảm ơn rồi. Tại vì nó cái bài diễn này nếu mà không có sự góp sức của mọi người á, thật sự anh đã không hoàn thành được cái bài này, tại vì bài này nó quá khó. Và phải nói là ví dụ như là khán giả khi mà xem bộ phim này họ nghĩ là anh phải sống trong cái hoàn cảnh đó, hay là anh phải trải qua những cái điều đó rồi thì mới có thể diễn tả được những cái tâm lý nhân vật như vậy. Đó là những cái mà mình đã đầu tư đúng không anh? Đúng. Điểm tương đồng giữa Tuấn và cái nhân vật này đó là Tuấn thấy không chỉ riêng Tuấn mà Tuấn thấy đa phần là những cái bạn trẻ bây giờ á, thường á là ví dụ như là mình yêu thương người thân của mình á, mình không có thể hiện ra được, mình rất là ngại nói cái chuyện đó. Rồi thêm một cái nữa là tất cả những cái mà để hóa thân thành một nhân vật quấn á thì Tuấn phải làm sao để mà tưởng tượng ra, nào là mình là YouTuber thì mình phải sao, ngoại hình mình phải như thế nào, rồi Tuấn phải giảm cân, rồi Tuấn phải hút thuốc, rồi Tuấn phải uống cà phê đen. Bữa nay là siêu ốm rồi đó. Đúng rồi, cái bộ phim đó là anh giảm gần 10 kg. Gần 10 kg rồi anh phải tập uống cà phê đen, rồi phải thức đêm á để cho hai cái quần thâm của mình nó đen, mà kiểu là một YouTuber là phải làm việc ở trên cái màn hình máy tính nhiều á. Đến nỗi như vậy cái đó mình có thể dùng những cái kỹ thuật về hóa trang được, tại sao mình phải hy sinh nhiều như thế? Đúng là thật ra là cái hiện tại bây giờ là có những cái công nghệ hóa trang nó rất là tiên tiến, nhưng mà mỗi lần mà làm nghề thì Tuấn là rất là thích những cái gì mà cảm giác thật nhất. Tại vì vậy nè, đối với một người diễn viên, khi mà Tuấn feel được cái chuyện đó thật nhất, ví dụ như là cảm giác mình uống cà phê vô, mình uống một lần 3-4 ly thì cái cảm giác mình feel phê phê như thế nào, rồi mình hút thuốc thì cảm giác của mình ra sao, thì nó ít nhiều nó cũng sẽ tạo cho Tuấn một cái cảm xúc thiệt để Tuấn vô cái nhân vật này dễ hơn. Đó, kiểu vậy. Và có thêm một điểm đầu tư nữa là mái tóc, tại vì cái tên trong phim là tên Quắn. Đó thì tóc có quắn thiệt không? Quắn thiệt. Quắn không? Phải thải không? Như là tóc này là có phải quắn thiệt không? Không, tóc này là uống á. Thì tóc trong nhân vật kia là cũng uống, nhưng mà uống mà kiểu uống nhiều hơn luôn. Uống rồi xong hả, về đặt ổng chấn hai cái đường ở đây, rồi ổng chấn chân mày, làm đủ mọi thứ, rồi ổng xăm mình này kia. Mẹ kêu, có một ngày đầu tiên về mẹ hỏi, của ai đây?
Hello, chào mừng các bạn của Angela đó. Đó. Mày cũng rất là bất ngờ về cái tạo hình đó. Ừ. Và nếu mà bây giờ nói một cái cảnh nào đó mà anh thích nhất trong phim của mình thì đó sẽ là cảnh nào? Ờ, mình sẽ không spoil phim nhưng mà Tuấn nghĩ rằng chắc là tất cả mọi người đều đã xem cái cảnh mà Tuấn đấm tay vào tủ á, trong cái đoạn ngoài trailer á, thì cái cảnh đó là cái cảnh mà Tuấn thích nhất. Cái đó cho em hỏi nha, là mình có dùng cái kỹ thuật để mà mình đấm không hay là mình đấm? Anh không biết dùng kỹ thuật hay không mà cái tay của anh nó bị lúng vô á. Nói chứ cái phân đoạn đó là phân đoạn tại sao Tuấn nhớ nhất, là tại vì cái phân đoạn đó gần như là phân đoạn khó nhất. Khó nhất là trong cái tính cách của nhân vật, là thể hiện được sự bùng nổ về cảm xúc. Nó là nhân vật đó là kiểu là mình rất là thương người thân của mình, nhưng mà mình hả, kiểu mình không biết phải diễn tả sao, cho nên buộc lòng mình phải xả năng lượng bực tức của mình ra một cái gì đó. Thì cái phân đoạn cũng là một phân đoạn rất khó, nhưng mà cái may mắn là diễn chung với mọi người á, rồi hả, lúc đó là anh Thành anh diễn, anh build Tuấn một phát, một là Tuấn lên đỉnh điểm nó cảm xúc. Khúc đầu mình nghĩ là ok mình sẽ đấm tay nhẹ nhàng nha, nhẹ nhẹ, tự nhiên ông build lên một cái không, là lúc đó máu quá luôn, máu quá luôn, một cái là anh dồn hết lực anh đấm một cái. Wow. Một anh vừa đấm xong có đàn ốp luôn. Là đàn ốp luôn. Tại vì sao? Tại vì cái tay nó lúng vô luôn rồi, đâu quay được nữa. Bây giờ cho em coi thử cái tay đây. À, đêm thấy là vẫn còn hơi thâm thâm rồi, rồi đúng. Như là có chày nhẹ cho nó đúng không? Thì ở trên mạng có một cái clip là anh đấm cái tay mình vô cái tủ đó, và cái clip đó đã được hơn 2 triệu view. Đó thì mọi người có nghĩ là có phải đây là chiêu trò không? Đó, người ta sẽ nghĩ như vậy. Cái tay mình nó, nếu như mà mình dùng sử dụng chiêu trò đi thì đâu, mình đâu thể nào mà mình chỉnh cái tay mình nó lúng vô đây được. Nó có hình ảnh tất cả mọi thứ, nó có clip luôn, là cái tay Tuấn lúng sâu trong đây, là cái xương ở trong này của Tuấn mới dính lên. Thì mình ghê quá vậy. Đúng rồi, mình đâu thể nào mà vì một cái PA đó mà mình hả hy sinh cái thân thể của mình. Thì Tuấn nghĩ là cái điều đó nó hơi, với lại thật ra là nó nghiêm túc mà nói thì sau cái phân đoạn đó Tuấn được rất nhiều nhiều thứ. Tuấn được tình cảm của anh chị em trong đoàn phim nè, rồi Tuấn được chạm được cái một cái cảm xúc, đó là cái sự thăng hoa về diễn xuất trong cái phân đoạn đó.